Em theo dõi tiếp lên bài số 4. Đây là bài về hình học không gian. Một nhà máy sản xuất cần thiết kế một thùng sơn có dạng hình trụ. Đây là hình trụ tròn này nhé. Có chiều cao bằng 2 lần đường kính đáy và diện tích xung quanh của nó là bằng 288 pi cm². Tính bán kính nắp đậy của thùng sơn. Bây giờ đầu tiên em sẽ đi em gọi các cái đại lượng. Ví dụ như đây đề bài cho chúng ta là cái chỗ này là đường cao này, rồi liên quan đến bán kính này. Và em sẽ gọi hai cái đại lượng đấy nhá. Em gọi R này và gọi H theo thứ tự. Là bán kính đáy. Và đường cao của thùng sơn. Nếu mà để chắc ăn thì hai cái đại lượng này đều phải lớn không hết. Bây giờ chúng ta căn cứ vào đề bài. Trước hết là chiều cao bằng 2 lần đường kính đáy và diện tích xung quanh bằng cái này. Như vậy nếu mà em làm đề bài đấy, làm bài thì em sẽ trích cái câu này xuống nhé. Nó hơi bị dài một chút này. Vì này, đây, chiều cao bằng 2 lần đường kính đáy và diện tích xung quanh bằng cái này. Nhưng bây giờ thầy giảng bài các em, thầy ghi tắt thôi, theo đề bài ta có để cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Cái ý thứ nhất là chiều cao bằng 2 lần đường kính đáy, nghĩa là H này sẽ bằng 2 lần đường kính. Đường kính em chú ý nha, đường kính là gấp 2 lần bán kính nha. Như vậy cái này bằng 2R này, này. Đấy, chiều cao bằng 2 lần đường kính. Mày chú ý đọc đường kính bán kính phân biệt rõ đấy nha. Vậy đây thực ra là 4R. Và cái ý thứ hai là diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân với đường cao. Chu vi đáy là 2 này nhân với pi này nhân với R này. Đấy, nhân với H này. Đây là diện tích xung quanh nhá. Bằng 288 pi. Mục đích chúng ta là cần phải tính cái bán kính, tính R chứ không phải là cần tính H. Cho nên em phải biến đổi đưa R nhé. Vậy thì ở đây này, H này chúng ta bỏ đi, em thay nó bằng 4R phía trên này xuống này. Đấy nhé, thay nó xuống. Vậy đây chúng ta suy ra thôi chứ không phải ghi tương đương nữa nhé. 2 nhân với pi này nhân R này. Rồi đây là 4R này bằng 288 pi. Bây giờ em biến đổi đi, gọn một chút. Ở đây là 2 nhân với pi nhân với 4. Vậy là cái này là 8 pi này. Để nhân R bình phương này bằng 288 pi. Rồi từ đây em sẽ có R bình phương sẽ bằng 288 pi này. Em chia cho 8 pi bằng 36. Pi rút gọn hết trong 36 thôi nhé. Như vậy R bình phương bằng 36 thì R sẽ bằng căn bậc 2 của 36. Không có cộng trừ đâu nhé, bởi vì là bán kính của nó là số lớn 0. Rồi bằng 6 đơn vị đây cm. Rồi cùng kết luận này. Vậy bán kính nắp đậy của thùng sơn là 6 cm.
Như vậy cái bài này nó không có gì là khó khăn lắm. Cái quan trọng là em phải nhớ được công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ tròn. Và cái điều thứ hai là khai thác cái ý mà chiều cao bằng 2 lần đường kính, và đọc kỹ đây là đường kính không phải bán kính, để khai thác cho chính xác vào rồi tính toán. Rồi là kết thúc bài số 4.